Mình xin chào tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình và mình là CCA Channel. Trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia vào kèo airdrop đến từ dự án Sandwich Network, một cái dự án DeFi mà mình thấy được một số quỹ đầu tư lớn đầu tư vào cái con này. Đấy thì hiện tại cái dự án Sandwich Network thì đang có một cái sự kiện airdrop. Ở trong cái kèo airdrop này thì để tham gia các bạn sẽ cần nhấn vào đường link mình để dưới phần mô tả của video. Sau khi nhấn vào đường link chúng ta sẽ mở Telegram lên. Các bạn nhấn vào nút Start để chúng ta bắt đầu chat với bot. Ở đây các bạn sẽ tiếp tục là nhập cho mình cái mã captcha mà nó hiện lên. Đấy chúng ta sẽ nhập đúng những cái ký tự ở trong cái phần captcha này. Đấy và ở trong kèo này thì cái tổng phần thưởng của chúng ta sẽ là 1 triệu 125 000 token sandwich. Trong đó thì chúng ta sẽ có 5.000 suất random và 100 suất dành cho top refer. Cái lượng suất random cũng khá là nhiều. Và mỗi suất random thì chúng ta sẽ nhận được là 210 cái đồng token sandwich. Bây giờ các bạn sẽ nhấn vào phần continue thì chúng nó sẽ hiện lên các cái nhiệm vụ mà các bạn sẽ cần phải hoàn thành. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn sẽ join vào cái group của dự án. Các bạn nhấn vào join group và các bạn lưu ý là với group thì các bạn cần phải làm thêm một bước nữa. Đó là chúng ta sẽ nhấn vào cái phần kích here to pro your human để các bạn xác minh các bạn là con người chứ không phải người máy. Sau khi các bạn nhấn vào cái phần click to your human thì nó sẽ chuyển cho các bạn đến con bot là con Rose. Bây giờ các bạn sẽ nhấn vào nút start để chúng ta bắt đầu chat với cái con bot này, xác minh. Ở đây sau khi các bạn start xong thì nó sẽ hiện lên cái phần này thì các bạn nhấn vào phần I have read uh, and accept the ruler. Đấy và nó hiện lên là congratulations thì tức là các bạn đã hoàn thành uh, xong cái mã captcha bây giờ các bạn sẽ quay lại và chúng ta sẽ thấy là các bạn đã có thể là nhắn tin ở trong nhóm rồi ok tiếp theo là chúng ta sẽ quay lại cái phần chatbot nhiệm vụ chúng ta sẽ hoàn thành cái nhiệm vụ thứ hai với nhiệm vụ thứ hai chúng ta sẽ follow cái trang sandwich uh, network ở trên twitter like và retweet binbot tag thẻ ba bạn bè kèm với cái hashtag ở đây ok thì bây giờ các bạn sẽ cần phải copy cho mình cái hashtag này ở đây thì nó có một số hashtag san 1, 2... 3, 4, 5, 6, 6 cái hashtag Thì các bạn sẽ copy 6 cái hashtag này Sau đó thì chúng ta sẽ mở cái trang Twitter lên Sau khi các bạn mở trang Twitter của cái dự án lên Thì chúng ta sẽ tiến hành follow này Sau đó các bạn sẽ lướt xuống ở cái phần phía dưới Chúng ta sẽ thấy có cái bài viết hiện tại đang được ghi ở đây Thì các bạn thả tim Sau đó chúng ta nhấn vào phần quote tweet Ở phần này thì các bạn sẽ dán ba uh, bạn bè của chúng ta uh, Đầu tiên là chúng ta dán cái hashtag trước sau đó thì các bạn sẽ vào chúng ta lấy ba bạn bè để các bạn uh, dán vào. Đấy thì nếu các bạn không biết tác thẻ ai thì các bạn có thể follow cái trang Twitter của mình để các bạn tác thẻ vào nhé. Ok rồi sau đó thì các bạn sẽ nhấn vào cái phần tweet. Như vậy là chúng ta hoàn thành xong cái nhiệm vụ thứ hai Nhiệm vụ thứ ba đó chúng ta sẽ join vào cái kênh channel Telegram quảng cáo đó là kênh Europe Inspector rồi tiếp theo là chúng ta sẽ follow kênh Twitter quảng cáo, like và retweet cái bài post liên quan ở trên trang Twitter quảng cáo. thì đây các bạn sẽ mở ra thì nó sẽ chuyển hướng cho các bạn đến trang inspector đấy. thì uh, nếu mà cái nhiệm vụ và retweet cái bài post Aerobe mà các bạn không tìm thấy cái bài post thì thôi các bạn có thể bỏ qua cũng được nhé. rồi sau đó thì các bạn sẽ vào cái phần uh, submit đi tiêu ở đây thì các bạn sẽ vào cho ở đây thì nó sẽ hỏi cái phần là sandwich network telegram Đấy bạn đã join vào hai kênh này chưa thì chúng ta sẽ nhấn đăng rồi tiếp theo là các bạn sẽ khai báo cái twitter profiling của chúng ta thì để lấy twitter profiling thì các bạn sẽ vào lại cái trang uh, twitter các bạn vào cho mình phần profile sau đó thì các bạn sẽ uh, copy cái đường link twitter cá nhân của chúng ta các bạn sao chép và dán vào đây nhấn enter Tiếp theo là nó hỏi các bạn join vào kênh Aero chưa? Chúng ta nhấn đăng luôn này. Rồi tiếp theo là nó hỏi là đã follow và retweet cái bài ở trên trang uh, Aero chưa? Thì chúng ta cứ nhấn yes nhé. Rồi và cuối cùng thì các bạn sẽ điền cái địa chỉ ví BEP20. Với địa chỉ ví BEP20 thì các bạn có thể sử dụng địa chỉ ví ở trên ví Metamask, ví Trust Wallet hoặc là ví Coin98. Rồi sau đó chúng ta dán vào và cuối cùng thì nó sẽ hiện lên cho chúng ta một cái đường link rap bây giờ thì các bạn có thể copy đường link rap này chúng ta chia sẻ cho bạn bè của chúng ta tham gia để các bạn có thể có cái cơ hội đua top còn nếu bạn không tham gia đua top ấy, thì các bạn có thể bỏ qua cái nhiệm vụ chia sẻ bạn bè ok và cái video hướng dẫn của mình à, ở đây thì mình sẽ review thêm cho anh em một chút cái thông tin về cái dự án sawhick trước khi mà kết thúc cái video Đấy thì đây là một cái dự án DeFi và có thể hôm sau nó sẽ ra một cái sàn gọi là sàn phi tập trung để anh em có thể swap những cái đồng token. Và cái 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 dự án này thì mình theo như mình tìm hiểu ấy. Thì đây là một cái nền tảng mà hôm sau có thể là sẽ có những cái đợt IDO ở trên cái nền tảng Sandwich này nếu mà nó phát triển. Đấy thì hiện tại ở trong white paper của nó ấy, thì mình đã thấy có một số thông tin, tuy nhiên thì thông tin của nó của cái dự án này thì nó cũng chưa đầy đủ đâu. Nên anh em nếu mà chúng ta vào xem thì hiện tại về cái phần uh, tokenomic hay là về các cái uh, audit của Sandwich thì vẫn đang ở trong cái quá trình commission, tức là vẫn chưa hoàn tất. Còn đối với partner thì các bạn có thể check ở trong Telegram thì đây mình thấy có một số partner như là Lavender Capital này, rồi là X21 Capital Đấy. Thì các bạn có thể xem ở đây. outside, outside our Capital. Rồi. Đây có một số đối tác nữa. Thì các bạn có thể vào cái channel Telegram của nó. Để chúng ta check nhé. Đấy. Thì mình thấy có một số cái đơn vị khá uy tín. Ở trong cái thị trường Blockchain. Rồi. Và video hướng dẫn của mình. Thì tới đây là kết thúc. Nếu anh em thấy cái video này hay và hữu ích. Thì đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Thank you